Xin chào các bạn nha. Hiện là đang cho các bạn xem là ca này cực viêm các bạn. Ca này viêm. Viêm cực nặng, viêm đi viêm trong cái bề nội tiết tố, bề da luôn, những cái bề viêm nó cục to như thế này các bạn. Gọi là u nang luôn đó các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này, đây là toàn bộ cái bề viêm. Viêm mỏng đỏ, được chưa? Viêm mỏng đỏ toàn bộ bề mặt như thế này. Da này là súng, da này là sau 5 mũi được các bạn. Đây là bạn này sau 5 mũi là với một lần kỹ thuật. Sau 5 mũi với một lần kỹ thuật nha, thì đây là da hiện tại của bạn này sau khi làm kỹ thuật tại La. Là buổi này là buổi xử lý nên là like luôn cho các bạn thấy được là cái làn da này nó thay đổi như thế nào. Đây các bạn nhìn đây. Đây là bề da trước khi tới La thì toàn bộ bề mặt nó viêm. Đây các bạn thấy này, nó viêm toàn bộ bề mặt, viêm thâm toàn bộ bề mặt nha. Đây này, viêm cực nặng các bạn, viêm cực nặng, bề da này vẫn là viêm u nang. Rồi viêm to này, mụn nhọt rồi này. Đây này, đó các bạn nhìn này. Đây, đây toàn bộ bề mặt. Cái là khi tới dưới La là các bạn này đã không, cái này là mình không sờ được cái bề da luôn nha các bạn. Da này là không sờ được cái bề da này, nhưng mà đây là sau khi 5 buổi và một lần kỹ thuật đây các bạn. Sau một lần kỹ thuật tại La rồi đó. Bây giờ là xử lý da này, da lại luôn cho các bạn thấy được là cái nền da nó khỏe như thế nào. Đó, hiện tại là nền da khỏe này các bạn nhìn này, chứ như thế nào. Còn hồi xưa khi mà các bạn nhìn này, độc tố ở bên trong da này, bề da bít tắc, mụn ẩn, viêm, tất cả các thể loại mụn này. Đây các bạn nhìn bề da nha, thâm cực nhiều các bạn thấy, trừ riêng vùng cằm rồi là bay sạch cái bề thâm đi luôn nha. Những cái da này tuy nặng nhưng mà da này nó khi mà cái bề da các bạn, cái bề da nó ổn á, nên là các bạn nhìn này, sau 5 buổi thôi mà đã thay đổi hoàn toàn như thế này rồi. Các bạn nhìn rõ cái bề da các bạn này, này. Đó, hai cái bề da. Đây, riêng cái bề này là các bạn thấy bay sạch như thế nào rồi, mờ hẳn cái bề thâm như thế nào rồi nha. Đó, da sáng, nhìn cái ngon là chưa, nhìn chưa từng bị đúng không các bạn. Khi mà các bạn nhìn cái da bề ngon các bạn nghĩ là chưa bao giờ là nghĩ cái làn da nó như thế này nha. Thì bây La là không xâm lắng rồi nha các bạn. Đã không xâm lắng thì bao giờ cũng sẽ giữ cái nền da khỏe, và tùy vào cái bề da như thế nào. Có bạn thì làm một lần, có bạn thì làm hai lần kỹ thuật, tùy vào cái bề da. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể cùng nhìn lại nha.